Vụ tai nạn liên hoàn giữa xe khách với xe tải chở hàng và xe container xảy ra khoảng 11 giờ trưa 13 tháng 5 trên đường điện thoại 741, đoạn qua tổ 7 ấp Minh Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một chiếc xe container chạy hướng từ Bình Phước đi Bình Dương. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ mất lái tông vào con lươn và lao sang làn đường chiều ngược lại. Đúng lúc này xe khách ở chiều từ Bình Dương đi Bình Phước lao tới không xử lý kịp đã tông trúng hiện trường tai nạn. Một chiếc xe tải chở hàng cũng xảy ra tai nạn tại đây, tạo thành vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 phương tiện. Sau tai nạn, chiếc xe container bốc cháy ngùn ngụt. Người dân và lực lượng chức năng đã nỗ lực dùng nước dập lửa. Tại hiện trường, xe tải bẹp rúm hư hỏng nặng, phần đầu xe khách cũng bị bể, hư hỏng. Người dân chứng kiến cho biết, vụ tai nạn khiến khoảng 10 người bị thương. Trong đó, có 2 người trên xe tải, tài xế xe khách và một số hành khách bị thương nặng, những người còn lại bị nhẹ. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Phước lập tức điều 2 xe chữa cháy và 1 xe cứu hộ cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời dập tắt đám cháy xe container. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang xử lý hiện trường, thực hiện công tác khám nghiệm để điều tra làm rõ vụ tai nạn. Sau vụ tai nạn xảy ra tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, khiến 8 người thương vong, anh NLH, chú xã Tú Nang, vẫn nhớ như in cảnh tượng sau khi xe tải lao vào sạp hàng ven quốc lộ 6. Anh Hát kể, nhà gần hiện trường vụ tai nạn, thời điểm xảy ra vụ việc, anh đang ở trong nhà. Anh Hát nói, đang nằm ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lớn. Khi chạy ra ngoài thì thấy cảnh tượng khó tin xảy ra trước mắt, gạch văng khắp nơi, người dưới gầm xe. Theo anh Hát, cảnh tượng lúc vụ việc xảy ra rất hỗn loạn. Anh chỉ biết chạy đến để hỗ trợ, cứu người, đưa các nạn nhân ra khỏi gầm xe. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhắc đến vụ tai nạn, chị Quy, nhà gần nơi xảy ra tai nạn cho biết, sau khi đâm xe vào nhà, người kêu cứu hò hét khắp nơi, có mấy người bị thương ở chân đau quá kêu rất lớn. Theo chị Quy, người dân xung quanh khi đó đều chạy đến, hô hào cứu người, còn tài xế xe đầu kéo trông không được tỉnh táo. Chị Quy chia sẻ, may trên xe không có hàng, nếu xe chở nặng không biết hậu quả sẽ thế nào. Trước đó vào khoảng 22 giờ 20 phút ngày 5 tháng 5, tại tuyến quốc lộ 6 đoạn qua huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tài xế Nguyễn Mạnh Hà, 45 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình, điều khiển xe đầu kéo đã tông vào nhà dân, khiến 1 người thiệt mạng, 7 người bị thương. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn với tài xế Hà, phát hiện vi phạm nồng độ cồn. Tại cơ quan công an, tài xế khai nhận đã uống khoảng 10 chén rượu trước khi lái xe. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hà để điều tra theo quy định pháp luật. Ngày 6 tháng 5, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin Công an huyện Yên Châu, Sơn La đã ra lệnh bắt khẩn cấp tài xế xe đầu kéo Nguyễn Mạnh Hà, sinh năm 1979, trú tại phường Minh Trung, thành phố Hòa Bình. Theo lời khai của Hà, khoảng 19 giờ ngày 5 tháng 5, Hà điều khiển ô tô đầu kéo biển số 26C03737 di chuyển hướng Sơn La đi Hà Nội. Đến km 244+300 quốc lộ 6, Hà liên lạc với bạn tên là S, trú ở bản Sóc Sạng, xã Triềng Pằn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La để hẹn ăn cơm tối. Sau đó, Hà lái xe đỗ vào bãi đất trống bên đường. S đi xe máy ra đưa Hà vào nhà một người tên là D để ăn cơm. Trong khi ăn cơm, Hà uống khoảng 10 chén rượu nhỏ. Gần 22 giờ cùng ngày, Hà di chuyển theo hướng Hà Nội. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đến km 219+063 quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Đông Khùa, xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, xe đầu kéo lao vào quán tạp hóa của gia đình anh PMC. Lúc này có 8 người đang ngồi trong quán tạp hóa. Vụ tai nạn khiến 1 người chết và 7 người bị thương, trong đó 5 người bị thương nặng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, 4 ca phải mổ ngay trong đêm, 1 ca chuyển Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Qua kiểm tra, lái xe Nguyễn Mạnh Hà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg trên 1 lít, âm tính với chất ma túy. Ngày 6 tháng 5, tin từ Công an huyện Yên Châu, Sơn La, trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe đầu kéo tông nhà dân làm 8 người thương vong. Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 22 giờ 50 phút ngày 5 tháng 5 trên QL6, đoạn qua bản Đông Khùa, xã Tú Nang. Thời điểm trên, xe đầu kéo đi theo hướng Sơn La, Hà Nội đã lao vào một nhà dân có nhiều người đang ngồi uống nước. Vụ tai nạn khiến 1 người chết tại chỗ, 7 người bị thương, xe ô tô bị hư hỏng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Châu đã ra bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà, 45 tuổi, ngụ Hòa Bình, là người điều khiển xe đầu kéo để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo báo cáo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 30 tháng 4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Tất cả tai nạn đều xảy ra trên đường bộ. Trong đó, Ủy ban An toàn Giao thông ghi nhận 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 29 tháng 4 tại quốc lộ 2A qua huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Ô tô đầu kéo va chạm với xe máy do 2 thanh niên đèo nhau khiến 2 người trên xe máy tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe ô tô đã rời khỏi hiện trường. Vụ tai nạn thứ hai xảy ra lúc 3 giờ 5 phút ngày 30 tháng 4 tại quốc lộ 25 qua huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ô tô khách của nhà xe Quốc Cường chở theo 38 người va chạm với ô tô khách của nhà xe Cô Hai chở theo 30 người. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 5 người bị thương và 6 người bị xây sát nhẹ, đều là hành khách của 2 nhà xe. Các nạn nhân được đến điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, sau đó 6 người được xuất viện. Theo kết quả điều tra, cả 2 lái xe không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy, đều có giấy phép lái xe. Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 17.095 vi phạm giao thông, phạt hơn 38 tỷ đồng, tước 3.419 giấy phép lái xe các loại, tạm giữ 170 ô tô, 6.566 xe máy và 118 phương tiện khác. Vụ 2 xe khách tông nhau ở Gia Lai, 1 xe chạy quá tốc độ. Trưa 30 tháng 4, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai có báo cáo nhanh vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại ngã tư giao nhau giữa đường Hồ Chí Minh, tuyến tránh Chư Sê với quốc lộ 25 thuộc huyện thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, làm 1 người chết, 17 người bị thương. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với 2 lái xe ghi nhận trong có cồn. Hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra ma túy đối với 2 lái xe. Kết quả kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, bước đầu ghi nhận 1 xe khách chạy trên 80 km/h, trong khi đoạn đường này có tốc độ tối đa 70 km/h. Theo đó, xe khách 51B29489 của nhà xe Cô Hai do lái xe Nguyễn Công Dân có giấy phép lái xe hạng E, FC, do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Gia Lai cấp hồi tháng 10 năm 2023 điều khiển. Ô tô hạn đăng kiểm đến ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tốc độ thời điểm xảy ra tai nạn lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h. Còn xe khách 47B02026 của nhà xe Quốc Cường do lái xe Đinh Văn Hùng có giấy phép lái xe hạng F do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cấp tháng 6 năm 2021 điều khiển. Xe có hạn đăng kiểm đến ngày 11 tháng 6 năm 2024. Xe này không có dữ liệu giám sát hành trình, thời điểm xảy ra tai nạn. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4 tại ngã tư giao nhau giữa quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh Chư Sê thuộc thị trấn Chư Sê. Xe khách 51B29489 của nhà xe Cô Hai lưu thông trên đường quốc lộ 25 theo hướng Gia Lai đi Phú Yên. Khi đến ngã tư giao nhau trên, xe này va chạm với xe khách giường nằm 47B02026 của nhà xe Quốc Cường chạy hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk. Vụ tai nạn làm bà Phạm Thị Hoàng Oanh, 49 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, hành khách đi trên xe Cô Hai, tử vong và 17 người bị thương. Trong đó 11 người bị thương nặng được chuyển viện đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, còn lại 6 người bị thương nhẹ đã xuất viện trong sáng 30 tháng 4. Cùng ngày, Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đồng thời thăm hỏi động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân. Trưa ngày 30 tháng 4, báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai cho hay, vụ tai nạn giữa 2 xe khách tại Chư Sê, Gia Lai khiến 1 người tử vong, 17 người khác phải nhập viện cấp cứu. Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân ban đầu do xe chạy quá tốc độ. Qua kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của ô tô khách biển kiểm soát 51B294.89, nhà xe Cô Hai ghi nhận, tốc độ lúc 3 giờ 1 phút 14 giây là 86 km/h, lúc 3 giờ 1 phút 24 giây là 83 km/h. Lúc 3 giờ 1 phút 34 giây là 84 km/h. Tài xế điều khiển xe nói trên là ông NCD, sinh năm 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Ô tô biển kiểm soát 51B294.89 có hạn đăng kiểm đến hết ngày 1 tháng 6 năm 2024. Đối với ô tô biển kiểm soát 47B020.26 do tài xế DVH, sinh năm 1972, trú xã Ia Hồ, Crong Năng, Đắk Lắk, điều khiển có hạn đăng kiểm đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2024. Cũng theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Đồng thời, đến bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân, gia đình nạn nhân và hỗ trợ cho 11 nạn nhân với tổng số tiền 11 triệu đồng. Ban An toàn Giao thông tỉnh Gia Lai xác nhận, lực lượng chức năng đã kiểm tra nhưng không phát hiện nồng độ cồn trong người của hai tài xế NCD và DVH. Hiện, lực lượng chức năng đang kiểm tra ma túy đối với hai tài xế này. Như đã đưa tin, khoảng 3 giờ 2 phút ngày 30 tháng 4, ô tô khách giường nằm loại 36 chỗ biển kiểm soát 51B294.89, nhà xe Cô Hai, lưu thông đến ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh, đoạn tuyến tránh Chư Sê, thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, thì va chạm với ô tô khách giường nằm loại 41 chỗ biển kiểm soát 47B020.26, nhà xe Quốc Cường. Hậu quả, bà PTHO, 49 tuổi, trú Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, là hành khách đi trên xe Cô Hai bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu. 17 hành khách đi trên hai xe bị thương phải đi cấp cứu. Trong số 11 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu, kiểm tra sức khỏe, có 6 người đã được cho xuất viện, 5 người còn lại sức khỏe ổn định, được tiếp tục theo dõi, điều trị.